Chuyện là tôi mới mua được cái món đồ này, và tôi nghĩ là nó có tác dụng với lại cái bụng béo của bạn Sầu, nên tôi sẽ lấy ra và thử luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm đến cái điểm nào béo nhất. Đây rồi, bắt đầu massage. Có vẻ như không xi nhi lắm nhở. Này, Sầu ơi, sao không có cảm giác gì à? Sầu, hay là đánh nhầm chỗ rồi? Đánh nhau đi. Hình như cái này không phải là cho bụng mà là cho mặt đấy. Úi rồi, sao ông lại cắn tay của tôi như thế? Nào chiến đấy, vào luôn. Piu 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 piu. Piu. Piu piu. Chiến đấy, chiến đấy, chiến đấy, chiến đấy. Chiến đấy. Nghiêm, cho cô trọng quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp cảnh xa, cờ in máu chiến thắng vang hồ nước, sung ngoài xa trên khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Này, đây có phải biểu hiện của sự chê cơm chê cháo không? Hay là cái bát không may bị vỡ nên là mày chê đúng không? Sao lại cào đồ ăn như là cào ướt vậy hả? Nó có thối đến mức đấy đâu. Tại sao bạn lại có cái động tác như thế đấy? Nào, kiểm tra lại đi. Này. Thôi đấy. Các ba thấy thế có chấp nhận được không? Là nào? Ra xong lại ăn. Thế rốt cuộc là thối hay là không thối? Là ăn hay là không thích ăn? Thôi mai đổ cho cái bát nhé. Nhà nghèo quá, bát vỡ hết cả rồi. Vào hát bài hát mới cho các bạn nghe xem nào. Thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bấn canh, bực sáng tất cả đèn xanh, anh vực đèn đỏ. Thế giới này là của chị và chị có quyền uống xót xỉ. Thế giới này là của em và em có quyền ăn cà rem, ăn cà rem. Không thể thối à? Ngửi suốt ngày mà không thể thối à? Để xem nào. Yêu ơi, thối quá, này ngửi đi. Không thối á, yêu ơi, sao nào? Thối mà, kiếp thối lắm. Này, ngửi lại đi. Không á, lại liếm như cà lem mẹ á. Thôi đừng liếm, kinh lắm. Yêu ơi, sao liếm càng thối đấy. Này, ngửi lại xem. Đừng có liếm nữa. Nhá. Làm biết bao nhiêu việc. Rửa tay cho mà cứ liếm vậy, hả? Ngửi lại xem nào. Úi dồi, sao chua thế nhỉ? Này, ngửi lại đi. Thấy chưa? Chua nên không liếm nữa đúng không? Ngửi đi. Thấy chưa? Nào hít mạnh vào. Hít một hơi mạnh vào nào. Trời ơi, sộc mà đến chết mất thôi. Đúng không? Nhận ra cái chân mình thối chưa? Trời ơi. Sau phải rửa tay rửa chân sạch sẽ đi rồi lên giường nhá. Ai mà nằm lên giường như này đâu. Xong và chân tay thì bẩn thỉu. Ngửi lại đi.